Chỉ với một cốc nước và chưa tới 3 giây mọi người đã có thể kiểm tra saffron đang dùng có phải hàng thật, hàng chất lượng hay không. Kẹp một sợi saffron vào trong tờ giấy, gấp đôi giấy lại rồi nghiền nát như thế này. Tôi dùng nước lạnh để kiểm tra, lưu ý là dùng nước lạnh mọi người nhé, thì dùng nước ấm, nước nóng thì saffron nào cũng sẽ tan màu rất nhanh, khó phân biệt được. Đổ bột saffron vào ly nước lạnh. Lắc đều ly nước và như mọi người có thể thấy là dù nước lạnh, nhưng màu saffron cũng ra rất nhanh. Màu vàng óng như màu nắng chứ không phải kiểu màu cam sẫm đâu mọi người nha chỉ dùng có một sợi saffron thôi mà tan màu ra được cả một ly nước màu vàng đẹp như thế này đấy mọi người và đây mới chỉ là sợi loại hai thôi còn sợi loại một như negin hay super negin thì màu còn ra nhanh và đẹp nữa